Hello, xin chào mọi người. Nếu anh chị đang có ý định mua cho mình một cái loa công suất cao cũng như là một cái mixer để mọi người về có thể là chơi gia đình và kết nối nhạc cụ vào trong một cái loa thì ngày hôm nay nhà Yamaha đã cho chúng ta một cái giải pháp rất là ok luôn mọi người. Mixer MG06X với mức giá 4 triệu đồng cộng với cái loa Yamaha DXL1K với công suất 1100W. Cái loa này giá của nó là 29 triệu 500 ngàn đồng nha. Rồi hôm nay Trần Liêm sẽ khui hai em này lên cũng như là test cho mọi người xem nè, một cái giải pháp âm thanh toàn diện trong gia đình của mọi người nha. Phục vụ ví dụ như nhà mọi người có đám giỗ đám tiệc thì phục vụ khoảng tầm 5 bàn 6 bàn thậm chí là 10 bàn luôn là dư sức nha. Với công suất lên đến 1100W thì phải rất là khủng khiếp nha mọi người. Và âm thanh Yamaha đó giờ được biết đến là một âm thanh chuẩn mực, chất lượng cao. Và ngày hôm nay Trần Liêm sẽ khui lên từng bộ phận rồi sau đó gáp là nhạc cụ nha, như là organ nè, như là guitar, rồi giọng hát ca sĩ, cũng như là mở YouTube lên để hát những cái bài hát rất là hay ở trên đó. Thì giờ mọi người cùng đón xem cái clip này nha. Rồi ok, bây giờ trước hết là cái mixer này Trần Liêm sẽ để bên đây đi. Bây giờ khui em nó lên để lắp ráp cái lon này nha. Và cái này có sẵn công suất cho mọi người, công suất nó rất là khủng khiếp. Và hàng này sẽ được bảo hành 3 năm chính hãng nha. Đó, hàng của Yamaha thì được bảo hành 3 năm, đây là chính hãng 100% có phí bảo hành hàng nha. Anh chị nào mua cái combo này, bên khui này sẽ có được mức giá tốt hơn nha. Rồi, này mọi người thấy không? Đây là phiếu đăng ký bảo hành của Yamaha, tem chống giả của Yamaha luôn ha. Đó. Anh chị nào em nào mua thì Trần Liêm kích hoạt bảo hành là lên đến 3 năm luôn. Khối lượng của cái lo này gần 30 kg nha mọi người. Rồi, nhà sản xuất tặng kèm cho mình một cái bao rất là dày luôn. Rất là xịn luôn ha. Để có thể là mang vác cầm nắm đi dã ngoại đi du lịch rất là tuyệt vời. Rồi, cái đó, cái bao dày rất là xịn luôn nè. Rồi, tiếp theo là Catalog, đây là cái quyển sách hướng dẫn sử dụng. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo đây là dây nguồn ha, mở cái đèn. Rồi. Phía bên trong cái loa. Em nó đây. Loa đây và ba cái thanh cọt. Thì ba thanh cọt thì có hai cái thanh là để truyền dẫn cho nó dài hoặc ngắn tùy theo ý thích, và một thanh á, là nó có chứa 10 cái loa splitter ở trong đây, 10 cái loa nhỏ. Cái này nó nặng là khoảng 1,8 kg nha mọi người, rất là nặng luôn nha, đồ xịn lúc nào cũng khác biệt hết trơn. Nhỏ nhìn nó nhỏ thôi chứ nó nặng khủng khiếp, một khoảng 1,8 kg á mọi người, theo thông số của nhà sản xuất ghi nha. Rồi cùng anh bê cái này lên chưa, cả đây để dở này ra luôn đi đó. Ô, nó có tay cầm này, Rimmer dở lên Rimmer đó, đã quá ta. Rồi đem ra ngoài luôn. Rồi lo quá xịn, đến từ nhà Yamaha nha, thân logo của Yamaha nha mọi người đó. Rồi đây nó có ba cái cây cột này, mình sẽ lắp cột vô. Em mở cho phụ anh ạ. Cái này là cái cột không, cái này bản chất nó giống như là cái dây dẫn điện nha mọi người. Nó giống như là cái sợi dây dẫn điện thôi. À, và thêm cục nữa nè. Wow, to không? Đã không? Nhìn rất là bắt mắt và đẹp, thời thượng luôn, hiện đại nữa. Rồi, ở đây là cái cột lo của nó nè. Đây, trong đây có 10 cái lo nhỏ. Rồi, ok, giờ chúng ta sẽ thử cắm điện vô nha. Mixer của Yamaha được bảo hành 1 năm nha mọi người. Đồ mới 100% luôn á, và hàng chính hãng chứ không có hàng pha ke. Chạy Trần Liêm không chơi đồ pha ke nha. Chơi đồ mới, phiếu đăng ký bảo hành nè mọi người. Đó. Đây, ha, đầy đủ ha. Chơi hàng đầy đủ hóa đơn chứng từ COCV chính chủ. Hàng công ty nhập khẩu trực tiếp tại Indonesia nha. Rồi cắm nguồn vô. Rồi và bây giờ Trần Liêm đã lắp ráp hoàn chỉnh cái lo và cũng như là lắp ráp hoàn chỉnh cái mixer và kết nối mọi thứ vào trong cái lo để chúng ta có thể chơi được. Tuy nhiên Trần Liêm khuyến cáo mọi người rằng cái mixer này là nó sẽ chạm vào những cái điểm mát như chỗ này nè, nó sẽ bị tê tê nha mọi người. Lý do là trong đây nó có cái nguồn phantom nó biến đổi lên tới 48V. Nó có phantom dưới đây nha. Nè, đã ha, mọi người thấy không? Biến đổi lên đến 48V, do đó mà nó cái mát này chúng ta cần phải nối đất. Đây là khuyến cáo của nhà sản xuất luôn nha. Mát này chúng ta phải nối đất nào, và khi nối đất là chúng ta sử dụng cái bút thử điện, chúng ta chạm vào những cái mát này thì nó sẽ không có sáng đèn.
Còn nếu như mọi người không nói mát á thì mọi người chạm vào tai như tê tê, ví dụ như da chặt lim nhạy cảm, chạm vô mấy con ốc sẽ bị tê, và nhiều chị em rất là sợ. Thì do đó mà chặt lim đưa cho mọi người một cái cải tiến, đó là phải nói cái mát này xuống đất nha. Rồi bây giờ chúng ta chơi thôi, ở trên cái mixer này cũng rất là hay nha. Mở nhạc lên. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, yêu em rồi sao, yêu em đậm đà. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ thử kết nối cái sợi dây này, là kết nối từ organ vô trong cái loa nha mọi người. Rồi, thử mở. Thành một cái ban nhạc acoustic cũng được, thành một cái ban nhạc sống cũng được luôn, với khả năng kết nối rất là nhiều nhạc cụ. Và mọi người có thể là kết nối được đến 3-4 loại nhạc cụ luôn nha, 2 micro, và tất cả đều được truyền qua cái loa xịn sò của Yamaha nha. Loa này 29.500.000 đồng, loa này, cái mixer này 4 triệu đồng nha. Và Trần Lâm nói rất rõ là phải nói mát lại thì sử dụng nó không bị giật tê tê nha. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video. Nếu như mọi người có nhu cầu mua loa hoặc là mua mixer, liên hệ ngay với Trần Liêm nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.